Xin chào quý thầy cô, các bạn và tất cả mọi người đang xem video của con. Con tên là Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 1, trường tiểu học Tam Phước 1. Hè này do dịch Covid-19 hoành hành, chúng con không được chơi cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chấp hành chỉ thị 16, chúng con chỉ ở nhà thôi. Khi ở nhà ngoài thời gian ôn bài, củng cố kiến thức và phụ giúp ông bà những công việc nhẹ nhàng phù hợp với sức của mình. Thì thời gian rảnh con đọc sách. Con được phát cuốn sách sổ tay giáo dục vào giữa học kỳ 2, nhưng do bận học và ôn tập kiểm tra cuối kỳ nên con chưa kịp đọc. Dịp hè này đúng là thời gian hợp lý để em tìm hiểu nội dung của cuốn sách này. Sổ tay giáo dục dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được phát hành bởi nhà xuất bản Giáo dục Đồng Nai với ảnh bìa vô cùng dễ thương và gần gũi là các bạn đội viên đang đọc sách. Như một thói quen, con sẽ tìm hiểu phần mục lục của cuốn sách gồm những phần gì. Ôi chao, toàn là những nội dung bổ ích và hấp dẫn. Em sẽ giới thiệu cho tất cả thầy cô và các bạn cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, sách giới thiệu cho chúng ta biết về Tổ quốc Việt Nam và biển đảo Việt Nam. Những kiến thức rất cần thiết được cung cấp cho chúng em. Phần kiến thức em đã được học nay được bổ sung đầy đủ hơn. Yêu quá đất nước của em. Tiếp đó gần gũi hơn là giới thiệu về quê hương Đồng Nai, nơi em sinh ra, lớn lên và hiện đang sinh sống. Do ba mẹ bận đi làm suốt nên em không đi tham quan được, tìm hiểu nhiều. Nhưng qua cuốn sách này em được biết rất nhiều về nơi mình đang gắn bó như những địa danh đặc sản vùng miền của tỉnh mình. Một phần mà em rất thích của cuốn sách này chính là tiểu sử về Bác Hồ kính yêu của chúng em. Em hiểu rõ hơn về những gì đã diễn ra trong cuộc đời người ông, người bác, người cha già của dân tộc. Em luôn ghi nhớ rất rõ 5 điều Bác Hồ dạy. 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. 2. Học tập tốt, lao động tốt. 3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5. Khiêm tốn thật thà, dũng cảm. Và trong cuốn sách này cũng có giải thích khá kỹ về ý nghĩa của từng nội dung 5 điều này. Sách này viết cho đội viên nên phần không thể thiếu chính là nội dung nói về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và 7 yêu cầu đối với đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, cùng với 3 chương trình. 1. Chương trình rèn luyện đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 2. Chương trình đội viên thiếu niên tiền phong sẵn sàng. 3. Chương trình đội viên thiếu niên tiền phong trưởng thành. Thật sự những kiến thức cần thiết mà một đội viên cần nắm, em đã ý thức rõ hơn về vai trò cũng như ý nghĩa của khăn vàng đỏ mà mình vẫn đeo mỗi khi đến trường. Em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn mỗi ngày, hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng để xứng đáng với việc đứng trong hàng ngũ đội viên. Xin hứa. Thêm nữa, cuốn sách này cũng bổ sung kiến thức cho chúng em về 2 luật. Luật trẻ em và luật giao thông. Chúng em hiểu được quyền của trẻ em, chúng em có thể yên tâm học hành cũng như theo đuổi ước mơ của mình, vì chúng em tin tưởng mình được bảo vệ bởi luật pháp. Bên cạnh đó, chúng em cũng biết được khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm và những quy định phải chấp hành khi tham gia giao thông. Cuối cùng là những kiến thức về phòng chống ma túy trong trường học, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trường học, sức khỏe sinh sản cho độ tuổi vị thành niên là và một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Rất nhiều kiến thức bổ ích trong quyển sách bé nhỏ này các bạn ạ. Mình cũng đã chia sẻ những kiến thức mình có được từ cuốn sách này cho bà của mình nghe. Bà mình cũng rất thích và rất vui mừng vì mình đã có được những kiến thức bổ ích bổ sung
cho bản thân. Nói tóm lại, đây là một cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung liên quan đến giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong trường học, với mong muốn nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần hình thành nhân cách và xây dựng lối sống đẹp, sống có ích cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nếu bạn này chưa đọc thì cũng là thiệt thòi lắm. Các bạn ạ, chúc cho các bạn sẽ có niềm vui và phấn khởi khi đọc cuốn sách này nhé. Hân mến chào quý thầy cô và các bạn.